chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Realme C12. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test game ở trên sản phẩm này. Về cấu hình phần cứng thì chiếc Realme C12 này thì nó cũng được trang bị con chip, đó chính là Helio G35, giống như ở trên chiếc Redmi 9C mà mình đã mở hộp trước đây. Trong video test game ở trên chiếc Redmi 9C lần trước thì mình đã test về tựa game PUBG Mobile với con chip Helio G35 rồi, thì thực sự là nó cho trải nghiệm khá là tệ và nó cực kỳ là giật lag. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với tựa game khác, đó chính là tựa game Liên Quân Mobile, để xem là hiệu năng chơi game của cái chiếc Realme C12 với con chip Helio G35 này nó sẽ như nào nhá. Đầu tiên thì về điểm số AnTuTu thì đây mình sẽ cho các bạn xem. Có một điểm đó chính là cái điểm tổng thể của cái chiếc máy này nó cao hơn so với chiếc Redmi 9C. Lý do bởi vì sao? Là bởi vì là cái dung lượng RAM này của nó lên tới là 3GB thì nó sẽ cao hơn, cao điểm hơn một chút, khiến cho cái tổng thể điểm số của cái chiếc Realme C12 nó sẽ cao hơn. Về nhân GPU đó chính là PowerVR GE8320, không có gì thay đổi cả. CPU là Helio G35 với 45 điểm. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Liên Quân Mobile nhé. Ok, mình đã vào bên trong cái tựa game Liên Quân Mobile. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem phần đồ họa. Thì đây, vào phần đồ họa chung ấy thì nó có thể bật được FPS cao này. Tiếp theo, về cái đồ phân giải HD thì nó đẩy lên được mức siêu cao. Chất lượng hình ảnh có thể đẩy lên mức HD luôn. Chất lượng chi tiết cũng thể đẩy lên mức là cao. Đó, gần như là max rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào đấu thử một trận nhá. Ok, mình đã vào bên trong trận đấu. Tăng max sáng lên một chút nhá cho các bạn dễ nhìn. Hiện tại thì cái mức FPS khi mà đang đi đường đây nó rơi vào tầm khoảng 58 đến 59. Gì đây, bạn định đấu tay đôi với mình á? Thế thì bạn chết chắc rồi bạn ạ. Đầu game mà bạn đòi đấu tay đôi với mình. Nó các bạn thấy lúc đánh combat thì nó tụt xuống chỉ còn có 4 mấy thôi, hơn 4x thôi. 45, 46, 47, 48. Đi đường thì nó lên được 53. Cái gì đấy, mới cái đầu game thôi mà chưa gì đã hung hăng thế nhỉ. Ủa chết cha, không để ý, đang mải để ý bản đồ con. Ở rừng team mình đâu nhỉ? Necro đâu rồi? Necro không đi ăn rừng à? Đó các bạn thấy là nó tụt xuống 4x luôn. Đây chỉ là combat đơn thôi nhá, không biết tí nữa combat tổng thì nó như thế nào nhỉ? Cái bạn này bạn bị làm sao nhỉ? Anh AFK đánh rất là ngáo luôn. Máu trụ tụt chậm thế nhỉ? Giờ máu trụ lại trâu thế à? Đó các bạn thấy nhìn đồ họa này rất là chi tiết, rất là đẹp.
sóng nước các thứ. Cái gì đấy bạn? Mình ra đây mình giúp đồng đội xem sao. Double kill. Trâu thế. Cái gì đấy? Nào, vào đây. Chết rồi, trụ dưới. Bạn cầm chắc cái chết rồi bạn ạ. Đấy, nó tụt xuống còn 38 luôn. Khi mà mình tung nhiều chiêu. Ui, đã 11 kill rồi á. Ăn nó. Mình phải lên đủ đồ cơ, mình sốc đam cho thì. Hết chiêu rồi đúng không? Kẹp nó. Định mon men đẩy trụ à? Không có cửa đâu bạn ơi. Cái ép bất kêu mình.
Easy Game. Để nó đẩy thẳng thế. Ui giờ tôi xuống 32 nếu mà đông này. Mình cân 3 luôn này. Cân 3 luôn này. Cân được không? Cân được. Triple kill luôn. Đó các bạn thấy tụt xuống còn 35 FPS nếu mà có bát đông này. Đó. Giờ nó mới hồi lại FPS. Cân được là cân được. Để mình ra mình sốc đam Van Hell. Láo tuyệt thật. Cái gì đấy, định làm gì đấy? Tuổi gì? Ô, team mình điêu hết rồi. Này. Ui, team mình kiểu gì ý nhỉ? Bực thật. Cả đường giữa để cho nó lùa mất này, xong rồi. Cân đôi được. Mình quá xanh này. Dừng mình tìm team mình hình như là phế luôn. Ui dồi ôi. Rồi, đến món đồ cuối rồi. Nó ra đây, quay lại đây. Không cần dùng đến chiêu cuối luôn. Khi mà bạn đã quá xanh. Giờ để cân 2 luôn này. Team mình đâu rồi?
Thôi có lẽ là mình trải nghiệm như vậy là các bạn cũng đã hiểu rồi. Muốn lên đẩy trụ để cho kết thúc game mà các bạn tìm mình cứ như thế này. Khi đi đường thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 50 hơn 50x thôi. Nhưng mà lúc combat đông ấy thì nó tụt xuống còn 35. Nói chung là từ trước đến giờ những con cheat đến từ Meditech nó chơi tự game liên quân này nó không ổn định đâu, mình biết mà. Các bạn cũng đã, mình cũng đã có rất nhiều video test rồi. Nhưng mà cũng mình cũng phải khá khen là con chip này nó có thể chơi được cái khá là ổn cái tựa game liên quân mobile. Cho nên là ủa chết rồi, con này chắc đai thật rồi. Chấm dứt rồi. Hai thằng máu trâu nó quậy thế không chết thôi. Đó. Và đó là cái trải nghiệm của mình. Tuy nhiên thì trong quá trình chơi thì nó hơi nóng một chút. Và cuối cùng thì team mình cũng thắng thôi. Ok, còn các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game Lego Mobile của con chip Halo G35 thì xin mời hãy lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.